Xu, đây này. Xu xu xu. Xu 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 xu. Xu xu xu. Xu xu xu. Xu 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 xu. Xu 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 xu. Xu xu xu. Xu xu xu. 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 Tí về chạy ai nha, không vào hoàng xoáng là người ta bắt, người ta bắt cả chó đấy. Chắc chắn là nó ở đồng này rồi. Cô này giận lắm. Đây, cứ theo cái này đi. Theo cái này sang bên kia. Dưới này hết chưa? Hết rồi, hết, hết cô này rồi. Theo cái này sang bên kia, theo cái vành này sang. Xúc. Không, chắc lúc nãy họ đuổi nó nửa thêm mùi con lợn. Đi, đi theo, theo đây sang bên kia. Theo sang bên này. Xúc. Chắc lúc nãy họ đuổi rồi. Anh cứ đi theo, theo, cho theo, theo. Theo đường này. Cho theo thẳng chỗ đấy vào. Anh cho nó sang bên kia đi. Xúc, xúc, xúc. Xúc, xúc, xúc. Xúc. Đúng, đi đường này rồi. Xúc. Xúc. Hả? Chạy A đấy, 2 tháng rồi. Gặp nó mới chạy A đấy. Chắc chắn chỉ ở cái bẫy giận này thôi. Hả? To là bé chú Thành? Tiền có 2 con á chú Thành. Tiền dạy này, tiền cả đàn chứ. Loại to ấy. Nó rẻ đấy mà, tiền này, tiền tiêm phòng ấy. Nhờ tiền này, tiền con nào chữa là nó mới bị sảy sao ấy. Con nào ra chữa đâu. Ui dồi, ui dồi. Ui dồi. Nhìn thấy con khác vào là muốn bắt nào luôn. Có nhiều chó mà không phần nó cho sợ. Con heo đây rồi nha.
Nhìn em nha. Shoot, shoot. Hey. Shoot, shoot. Shoot, 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 shoot. Chạy đâu à? Đấy. Theo tôi đi nha anh em nha. Shoot. Shoot. Đâu à? Shoot, shoot. Chạy đâu đây? Shoot. Shoot, 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 shoot. Yếu quá. Shoot, shoot, shoot. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, đi chơi nào. Đấy này mình sợ con bé nha, mình sợ con bé mình dám thả. Đấy. Sụp 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 sụp. Con bé. Sụp 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 sụp. Sụp 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 sụp. Sụp. Sụp sụp sụp. 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 Shoot. 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 Shoot, 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 shoot. Đánh chó kinh khủng. Shoot, 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 shoot. Shoot, 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 shoot. Mẹ đem đuổi lợn ra măng. Anh em ạ. Chụp chụp. Chụp. Chưa hơi chưa giỏi lắm anh em ạ. Đấy, để đi qua đây. Đi. Nhất là gặp con bé. Ôi dù. Ông thấy tàu tùn tàu thế bố mà. Chết tính kia hoài, chết mất tù rồi lê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Đực bé trống rất là ok nha. Trống rồi. Shoot,
Quay đen kìa. Đưa cả xích kìa. Được bé này là nó bé quá. Anh em phải mua thuốc về truyền nó khỏi. Nó còn yếu lắm mà. Không yếu thì chỉ có chó to mới sợ được mà. Bé này không sợ được. Chó kinh khủng rồi nhá. Xúc 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 xúc. Bé tí. Còn mấy chuồng không. Kinh khủng luôn anh em nhé.
Chú. Đánh chó kinh khủng của anh em ạ. Đâu là chuyện đâu. Sủa gì anh em ạ? Biết là sủa con gì. Chó này rất là chịu khó luôn anh em ạ. Bây giờ đi. Để vẹn mình cho anh em mượn về đến tần cái cỡ nó yếu này đấy, sủa còn không có ra khỏi mồm luôn anh em ạ. Bây giờ là anh em cả hai con chó này, bây giờ có mấy xương không? Các bác nghe này. Đấy. Các bác nghe sủa này. Không đi nổi luôn ạ. Người này không nói gì về đuổi thú, đuổi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại em đang có một đàn lợn rừng lai. Đây là một con đực nha các bác em.
Hello, nhỏ rồng. Cháu ý chồng mê phong dư xa đà. Lúc này ở nhỏ chồng tiệt tế mà dạy lúc này ở tù xe chấp. Dạy lúc này ở tù xe chấp là chồng tài niệm trí tạc kế xí lưu nà. Ở này nhỏ sẽ chỉ mà kế lưu là chế chạy có dạy cháu xe khứ mỏ lý chà lò. Khứ chỉ tàu lê lợn nà. Nên thì dùm bùa chế tố cũng mà dùm bùa mùa. Nên cháu chế, tế khai tên bùa nà cháu tán, cháu đu lù, yu cháu kéo nào hào là chỉ mỗi khói yu hào là nè, chả nào yu hài lao tư là cháu tán, cháu đu lù. Thảo có yu chân bùa nà chế, yu bùa đơ, hoặc yu tông bùa đơ là chế, hay yu mông bùa đơ tùa là hả. Ây yu khó ọa bê lù nên, yu mô nhẹ mô tìa, yu tàu tù tì thường gỡ rô rông. Lọ cháu yu lu chua lu yi, thịa linh cháu lu mua lu nang o, yu yu tau lu nang tu tì thung gợi chi cháu lu lu xia xa chê. Tà ká yu khu lì chá lo. Nhi tìa yá tà lợi chi mua lợi nơ. Bé rất là chịu khó luôn anh em nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Tất cả những anh em ở trong hội heo rừng, có thể ai đã qua ghé qua kênh của em á, kênh của Cú Người Rừng á. Các bác ấy có nhu cầu mua heo thì ới cho mình nhá. Hiện tại mình đang có một đàn heo lai này muốn bán hết tất tần nhé. Ở nhà là đang còn hai con nái nữa. Với lại một con... hai con nái này. Với lại một con đực này nữa. Một lứa con ở nhà nữa. Các bác thượng trí mà nhu cầu thì ới cho mình sớm nhé. Để mình... thông tin lại cho anh em nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Em cần bán đàn lợn rừng lai này nha.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Sáng sớm ngày hôm nay thì mình vào trong trại để đi bắt con lợn đực của mình. Mình mang lên thả trong láng nên là nó nhảy ra khỏi chuồng, chuyên môn đi cắn gà nhà nha. Không biết các bác nuôi những giống lợn rừng này như nào, nhưng mà em nuôi thì thấy hầu như là hiện tại nhà em là có một con cái mà được là cắn gà con kinh khủng luôn anh em ạ. Với lại trước kia em đã từng đi sang rồi thì họ cũng có loại gà rừng luôn á, mà chuyện ăn gà to thôi, nhưng lợn mình thì để toàn ăn gà bé thôi, chưa đến độ phải ăn gà to. Thì gà thì chó của anh em đó là chuyên ăn loại gà to đó nhá, là lợn xịn của anh em mình đi sang cho họ ấy thì chuyên ăn loại gà to luôn, rất là bực mình của anh em ạ. Hôm nay mình vào đến là tự dưng lại trôi vào trong chuồng là chó cũng không được đuổi đâu anh em nhá. Vàng này thì nghe chừng là họ nuôi nó cắn lợn rất là kinh khủng luôn, nên là mình muốn mang đi test con lợn mình xem nó như nào. Nhưng mà đi đến khi vào đấy là nó đã nhảy vào trong chuồng rồi.